Máy hút bụi 4.1, bản nâng cấp mới nhất năm 2023 của Yoroshiko. Với nhiều tính năng ưu việt và hiện đại, nổi trội so với các loại máy hút bụi khác trên thị trường. Lõi lọc IK95, lọc sạch đến 99,99% bụi bẩn. Thiết kế hiện đại, không dây, tiện lợi cho việc đi lại, di chuyển. Đặc biệt, máy có độ xoay 360 độ, giúp việc di chuyển dễ dàng hơn. Độ ồn thấp chỉ 69 dB, máy hút êm, không gây ồn xung quanh. Thân máy siêu nhẹ, chỉ 800 g, dễ dàng làm sạch mọi ngóc ngách, loại bỏ nhanh chóng bụi bẩn trong khe sâu. Với nhiều đầu nối khác nhau, thay đổi linh hoạt, thích ứng với nhiều địa hình. Đặc biệt nhỏ gọn, có thể cầm theo để hút trên ô tô của bạn. Sức hút siêu mạnh, không ngại chất lỏng. Thiết kế dễ dàng tháo lắp và làm sạch. Vô cùng nhỏ gọn, tiện dụng. Rồi, mình chào tất cả các bạn đến kênh YouTube Tính Biết Thư Tư Bình Nhật Bản. Thì như tựa đề của video hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái máy hút bụi đa năng ha, cầm tay mini nha các bạn. Thì cái máy hút bụi này mình mua về để mình sử dụng cho xe ô tô của mình các bạn. Ngoài ra thì nó cũng có thể sử dụng cho cái nhà của các bạn luôn. Các bạn có thể hút bụi được ở sàn nhà nè, ở giường nệm nè, ra ga giường đó các bạn, cũng như là nói chung là những cái vật dụng nào mà nó dính bụi các bạn, bụi mịn á, rồi màn cửa này kia là nó hút được hết các bạn ha. Cái máy này tuy là nó cầm tay nó nhỏ nhưng mà nó rất là mạnh các bạn. Lực hút của nó là lên đến là 25.000 bascal nha các bạn nha. Rồi thì cái máy này thương hiệu là Yoroshiko nè các bạn. Thương hiệu này thì nghe tên nó giống như là của Nhật Bản các bạn. Chữ cũng có chữ tiếng Nhật luôn. Rồi thì sản phẩm này mình mua ở Shopee nha các bạn. Ở cái gian hàng chính hãng của hãng này luôn, Yoroshiko luôn. Thì nó bảo hành cho chúng ta là chính hãng 24 tháng, đổi mới một đổi một trong vòng 7 ngày đầu sử dụng nếu có lỗi của nhà sản xuất Nhật Bản nha ha. Còn nó sẽ bảo hành cho chúng ta là 24 tháng. Rồi cái sản phẩm này mình mua với giá là 475.000 trên Shopee. Cái link sản phẩm mình sẽ để phần mô tả video, bạn nào quan tâm thì có thể click vào tham khảo và có thể mua nha bạn nha. Này mình mua mình xài sử dụng được 2 tháng rồi, mình thấy ok cho nên là mình quyết định mình làm một bài review để chia sẻ đến các bạn ha. Những bạn nào mà muốn mua một cái máy hút bụi cầm tay mini mạnh để chúng ta sử dụng cho xe ô tô các bạn, rồi các bạn tham khảo nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ re-inbox cái hộp sản phẩm của chúng ta nha các bạn nha. Này mình sử dụng được 2 tháng rồi, bây giờ mình làm một bài review chia sẻ thôi ha. Rồi thì cái sản phẩm của chúng ta nè, nó sẽ có một cái đầu hút, trong đây nó sẽ có một cái lỗi hút là HEPA các bạn ha. Lỗ hút HEPA. Thì cái này nếu như mà các bạn sử dụng mà nếu như mà nó dơ quá thì các bạn có thể rửa lại bằng nước rồi các bạn phơi khô rồi các bạn tái sử dụng nha. Còn khi nào mà nó cũ quá rồi, nó coi như là nó tệ quá thì các bạn có thể mua của cái hãng này luôn, của cái shop luôn. Nó có bán cái lỗi lọc HEPA này để chúng ta thay thế luôn nha các bạn nha. Giá chứ con cái lỗ lọc thì nếu như mà khi mà các bạn mua lần đầu tiên các bạn mua kèm với cái lỗ lọc nào đó thì nó bán cho chúng ta giá khoảng 25.000 thôi, còn giá khi mà các bạn mua riêng một mình nó khoảng 50.000 các bạn nha. Rồi đây là một cái mỏ hút ha. Cái mỏ hút này để cho chúng ta là hút ở dưới sàn nhà, dưới sàn nhà cũng như là ở dưới giường nệm nữa các bạn ha, ga giường nữa các bạn ha. Rồi đây là có một cái đầu hút thì nó sẽ có một cái thêm một cái miệng chổi nữa các bạn ha, để chúng ta có thể chúng ta vừa quét chúng ta vừa hút luôn ha. Đây thêm một cái mỏ hút nữa nè, đầu hút nữa. Rồi đây là một cái ống uống cong ha. Đó, một cái ống để chúng ta uống cong để chúng ta nói ha, chúng ta uống cong là hút cho dễ. Đây là một cái mỏ hút dẹp. Cái mỏ hút dẹp này là dùng để chúng ta hút bụi trên những cái ghế nỉ ha, trên những cái nỉ ghế da trên xe nè các bạn. Đó, để chúng ta hút thì cái hút này thì chúng ta sẽ len vào được những cái kẽ cái hở trên cái ghế thì sẽ hút sạch các bạn nha. Đó. Nói chung là nhãn sức cho chúng ta rất là nhiều, coi như là đủ để chúng ta sử dụng được nhu cầu luôn. Đây là hai cái ống nối dài nè các bạn. Đó, hai cái ống nối dài để chúng ta sử dụng để hút ở dưới sàn nhà ha. Đây là cái máy hút, đây là cái máy hút nè. Rồi thì tặng thêm một cái cáp sạc thải si nữa nha, cáp sạc thải si. Thì đây có thêm là một cái cảm ơn nữa các bạn ha, còn tiếng Việt luôn, chính hãng tiếng Việt nữa các bạn.
cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng Yoroshiko ha. Rồi những cái mã QR code để chúng ta có thể vào cái trang chính của sản phẩm đó các bạn, website của nhà sản xuất. Rồi đây thì là cái sách hướng dẫn sử dụng nè các bạn ha, ngôn ngữ tiếng Anh nha. Đó, còn bên đây thì này là tiếng Nhật các bạn, tiếng Nhật, một bên là tiếng Anh, một bên là tiếng Nhật. Rồi thì sản phẩm của chúng ta thì nó gồm có bao nhiêu đây, nó quá trời là phụ linh phụ kiện luôn ha, đủ để cho các bạn có thể sử dụng với một cái mục đích là hút bụi ở cái môi trường nào ha, ở vật dụng nào thì chúng ta sử dụng thôi. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy ha, cái máy động cơ đây. Thì động cơ này nó là động cơ không chỗ thang nha các bạn. Đây thì cái thông tin của sản phẩm nè, Yoroshiko là một công suất là 150W này các bạn thấy không? Để mình đưa gần lại 150W. Rồi nguồn điện sạc là 5V đến 12V. Công cường độ là 2A ha, tối đa là 2A. Thì cái nguồn sạc của nó là 5V 2A các bạn. 5V đến 12V sạc, 5V đến 12V 2A. Rồi màu thì màu sắc nước sơn của nó là nước sơn bóng ha. Riêng những cái phần nút thì nước sơn nhám màu bạc, rất là đẹp các bạn. Rồi, rất là đẹp ha. Rồi thì để sử dụng á thì chúng ta phải lắp cái đầu hút vào, cái đầu hút đây, hút vào thì chúng ta phải lắp vào ha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái lẫy ha, ở đây sẽ có một cái khe, chúng ta phải lắp vào cho nó đúng nè, rồi các bạn dặn sang phải là sẽ lắp vào ha. Đó. Rồi thì sau đó thì các bạn sẽ lắp cái phần đầu hút tùy vào cái mục đích của các bạn. Các bạn muốn hút cái bụi ở đâu thì các bạn sẽ sử dụng cái đầu hút của đó để cho nó đúng nha các bạn nha. Ví dụ như hút ở dưới sàn nhà thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu này. Thì như mình nói, ví dụ như là hút ở ghế nỉ trên xe thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu hút này ha. Chúng ta sẽ đút vào đây, chúng ta hút thôi nha các bạn. Đó, còn những cái chỗ mà cần phải có cái độ cong á, những cái chỗ mà chúng ta cần có cái độ cong thì chúng ta có thể sử dụng được cái ống này ha, ống uốn cong. Rồi chúng ta lắp ha, ví dụ lắp vậy đi. Đó, rồi chúng ta bên đây mình đút vào đây ha. Đó thì chúng ta sử dụng ha. Đó, thì bây giờ mình bây giờ mình sẽ mở này để cho các bạn xem ha, để chúng ta biết cách sử dụng luôn. Khi mà chúng ta hút rồi á thì bụi bẩn, bụi rác rồi này kia nó sẽ chứa trong đây nha các bạn. Chứa trong đây thì cái lõi HEPA này, cái lõi lọc HEPA này nó làm từ giấy ha, thì nó sẽ hút không khí qua, sẽ hút không khí ở ngoài đó, nó hút vào thì nó sẽ hút vào đây ha, nó sẽ hút vào đây, không khí nó hút từ ngoài kia nó vào đây ha. Trong đây nó có một cái van, nó ngăn lại, nó không cho bụi bẩn với rác nó đi ngược ra, trả ngược ở đó. Thì bụi nó sẽ vào đây, thì không khí nó sẽ đi qua đây, là nó đi qua đây nó sẽ đi ngược qua đây ra ngoài các bạn, không khí ha. Còn bụi với rác nó sẽ chứa trong đây. Thì khi mà vệ sinh á thì chúng ta thì chúng ta sẽ mở nó ra ha, chúng ta mở nó ra rồi chúng ta đổ cái này vô thùng rác ha. Còn cái này thì chúng ta sẽ dùng chổi và cỏ chúng ta quét vệ sinh. Còn thôi thì các bạn có thể dùng cái quạt phản lực mà các bạn xịt ha. Ở mình thì mình sử dụng cái quạt phản lực mà clip trước mình đã chia sẻ với các bạn, cái quạt mà chúng ta rửa xe rồi chúng ta xịt cho nó khô xe các bạn ha, nó xịt nước á. Thì giờ mình sẽ sử dụng cái quạt đó mình thổi là nó văng bụi ra hết các bạn. Mình thổi văng bụi hết, trong đây cũng vậy, mình lấy mình xịt trong đây nó văng bụi ra hết sạch luôn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắp vào rồi mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Đó, rồi thì vậy mới đúng các bạn ha, vậy mới đúng nha. Rồi thì mình cũng nói thêm là cái máy này thì mình, nếu như mà các bạn sạc qua cáp sạc Type-C này á, thì sạc liên tục là khoảng gần 3 tiếng đồng hồ thì sẽ đầy pin. Thì khi mà đầy pin rồi thì các bạn có thể sử dụng liên tục, các bạn hút đó, các bạn có thể hút liên tục là khoảng 15 đến 20 phút thì nó mới hết pin ha. Đó, nói chung là mình hút cái xe của mình đó các bạn, mình hút cái xe của mình là vừa ghế nè, rồi vừa thảm sàn luôn, thì khoảng 5 phút là xong các bạn. Khoảng 5 phút là xong thì mình sạc pin đầy mình có thể sử dụng được. Mình hút bụi lên xe mình khoảng 3 lần ha. Rồi bây giờ mình sẽ đắp vào mà mình hút thử trên một cái miếng đệm chuồng tranh ha, để cho các bạn
thử ha, các bạn tham khảo nha. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ hút thử cái hãm dạ chằn nha, tại nó cũng có bụi có rác, mình hút thử cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ hút thử cho các bạn xem nha. Đó, cái thảm này là cũng khá là nhiều bụi nha các bạn. Đó, bụi rồi rác rồi nè. Mình sẽ hút thử cho các bạn xem nha. Cái khó của cái miếng chùi chân là do nó nhám các bạn. Đó, nó nhám thì nó sẽ những cái sợi này nè, nó dính lại các bạn, nên là nó hơi khó hút nha các bạn nha. Đó, nó hơi khó hút nhưng mà cơ bản là nó sạch rồi các bạn, chỉ còn những cái sợi này thôi. Cái sợi này nó bám dính cứng gì lắm các bạn. Đó, dính cứng gì lắm. Đó, rồi mình gỡ ra còn khó hơn chi là cái máy hút bụi. Đó, cho nên nó là những cái này thì các bạn chịu khó các bạn gỡ, dùng tay các bạn gỡ ra ha. Đó, chứ còn là thực chất là bụi cát đồ này kia là nó đã sạch rồi các bạn. Đó. Đây mình mở ra cho các bạn xem, mình gỡ cái đầu hút ra. Rồi để mình quay trở lại đi. Các bạn thấy không, nó bụi bẩn rồi, nó vô trong trong đây nữa các bạn thấy không, lông tóc còn này kia nó vô trong đây rồi. Đó. Rồi thì mình sẽ mở rồi mình hút thử cho các bạn xem cái độ mạnh của nó nè. Nè, không? Không? Các bạn thấy không? Nó hút cái bịch bổ vô luôn các bạn thấy không? Rất là mạnh nha các bạn. Hút cái tay của mình dính luôn các bạn. Nè. Hai mươi lăm ngàn ba nha các bạn. 25.000 bát can. Nó hút vào. Thì trong đây là tóc nè, các bạn thấy không? Nhìn các bạn thấy tóc này kia là rác rồi cát này kia trong cái miếng thảm nhà chạy chân này là nó vô đây hết rồi. Đó. Thì sau khi mà các bạn thấy trong đây bụi cát rồi trong đây nhiều thì chúng ta gỡ ra, chúng ta vệ sinh thôi. Như này mình nãy mình nói gỡ ra xong rồi đổ vô thùng rác ha. Thì các bạn nếu như các bạn không có cái quạt phản lực các bạn thổi thì các bạn có thể dùng cọ ha, chỗ các bạn quét cho sạch. Đó. Còn cái màng lỗi lọc này mà nếu như mà nó dơ quá thì các bạn rửa sạch lại bằng nước, xong rồi các bạn phơi khô rồi các bạn tái sử dụng thôi. Đó. Chừng nào mà nó cũ quá, nó rách hay gì này kia thì mình mua cái lỗi lọc hay ba mới mình thay thôi các bạn ha. Rồi thì cái sản phẩm này mình xài hơn 2 tháng rồi mình thấy nó ok các bạn. Đó. Mình thấy nó rất là mạnh, nó hút rất là mạnh. À, thì mình thấy ok cho nên là mình chia sẻ với các bạn ha, các bạn mua về các bạn sử dụng cho nhà của bạn hoặc là xe của bạn đó. Còn mình á, thì mình hút mình cũng nói thêm là khi mà mình hút cái xe của mình á, là đối với những cái ghế á, những cái nỉ á, thì mình sẽ hút bằng cái dầu này ha. Đó. Đó, cũng rất là mạnh nha. Đó. Đó, được chưa? Rất là mạnh các bạn. Đó, thì mình hút những cái ghế ghế nỉ đâu này kia mình hút bằng cái này là nó sạch cát luôn, sạch bụi sạch cát là nó bị dính vô cái kẽ ghế ha. Đó, hút sạch hết. Đó, rồi còn còn những cái chỗ khác như là trên trên cái mà tắp lô này kia các bạn thì mình lại sử dụng cái lô này. Mình sử dụng cái lô này các bạn. Đó, rồi còn nếu như mà các bạn muốn
hút bụi mà mặt táp lô rồi xe đó các bạn ha, những cái vị trí khác á, mà nó dính bụi mịn nhiều á, thì các bạn có thể sử dụng cái đầu này ha. Đó thì một đầu thì các bạn sẽ nối với cái ống này ha. Đó còn cái đầu còn lại thì chúng ta sẽ lắp vào ha. Đó, chúng ta sẽ lắp vào. Rồi thì các bạn sẽ sử dụng hút này nè. Đó là các bạn vừa quét rồi các bạn vừa hút ha. Đó, vừa quét vừa hút thôi. Các bạn muốn hút cái phần cốp sau của xe thì các bạn có thể sử dụng cái này ha. Đó, các bạn có thể sử dụng cái này rồi các bạn hút thôi. Đó, các bạn hút như thế này các bạn. Đó, hoặc là cũng có thể sử dụng cái này luôn cũng được ha. Đó, các bạn cũng có thể sử dụng cái loại này, đầu hút này để chúng ta hút luôn cũng được. Đó, còn nếu như mà không không nữa thì các bạn cũng có thể sử dụng cái ống này. Đó, các bạn cũng có thể sử dụng ống này rồi chúng ta hút thôi. Đó, các bạn. Đó, nói chung là tùy cái mục đích sử dụng của chúng ta như thế nào. Đó, rồi chúng ta sẽ sử dụng cho nó phù hợp. Đó, nhà cung cấp người ta tặng cho mình đủ luôn nè. Thì tùy mục đích chúng ta sử dụng thôi. Rồi cái link của sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả video ha. Bạn nào quan tâm thì có thể click vào tham khảo và mua một cái để sử dụng ở nhà cũng như là cho xe yêu của các bạn. Rồi video chia sẻ đến các bạn cái máy hút bụi cầm tay mini dành cho xe ô tô của mình đến đây kết thúc bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì nhớ cho một like, share cũng như đăng ký kênh và share quảng cáo ủng hộ mình. Cho tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.